Nha Trang thì có sân bay không nhỉ? Xin thưa là có các bạn nhé. Nha Trang thì có sân bay Cam Ranh, nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang chừng hơn 20 km. Và nếu bạn chưa từng làm thủ tục check-in ở sân bay Cam Ranh, Nha Trang bao giờ, thì hãy dành ra 5 phút để xem hết video này của Blog Travel Việt. Chúng mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn về cách làm thủ tục check-in lên máy bay tại sân bay Cam Ranh chi tiết nhất. Nhưng ai chưa biết thì cũng làm được các bạn nhé. Hướng dẫn cách di chuyển ra sân bay Cam Ranh. Để di chuyển từ trung tâm thành phố Nha Trang đến sân bay Cam Ranh, cũng như từ sân bay Cam Ranh di chuyển về thì có khá nhiều phương tiện cho các bạn lựa chọn, cụ thể như sau. 1. Rẻ nhất là đi xe buýt với giá là 65.000 đồng trên một người. Xe buýt thì cứ 30 phút lại có một chuyến. Với điểm đón là ở dọc đường Trần Phú, hoặc bạn ở khách sạn nào có thể gọi điện thì phía xe buýt sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ra điểm đón gần nhất. Và số hotline của xe buýt 0966 282 387 hoặc 0988 447 189. Website. Thứ hai, phương tiện tiếp theo là đi xe limousine 16 chỗ đi ghép với giá là 100.000 đồng trên một người, đón tại khách sạn cho nên rất là tiện. Thông tin liên hệ thì cũng như xe buýt. Ngoài ra, các bạn có thể lựa chọn đi taxi, nếu đi riêng thì khoảng 300.000 đồng đến 350.000 đồng trên một chiều, trên một xe, còn nếu đi ghép là 150.000 đồng trên một người. Và kinh nghiệm của Blog Travel Việt thì đứng ở trạm xe buýt để chờ xe, thi thoảng sẽ có một số xe taxi để ra sân bay đón khách, sẽ mời mình đi cùng và lấy chi phí chỉ khoảng 100.000 đồng mà thôi. Hướng dẫn cách làm thủ tục tại sân bay Cam Ranh, Nha Trang. Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thủ tục tại sân bay Cam Ranh Nha Trang nha. Như các bạn thấy đây, ở phía bên tay phải thì là quầy làm thủ tục của Vietjet và Bamboo Airways. Quầy làm thủ tục của Vietjet và ở phía dưới là của Bamboo Airways. Còn phía bên tay trái sẽ là quầy làm thủ tục của Vietnam Airlines. Và chính giữa thì là quầy chăm sóc khách hàng hỗ trợ của 4 hãng: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Viettravel Airlines. Hiện tại ở sân bay Nha Trang thì Vietjet và Bamboo Airways đã hỗ trợ các máy kiosk làm thủ tục. Tiếp theo là tên của mình, ấn tiếp tục. Được. Các bạn để ý này, đỏ là ghế đã được chọn, màu vàng là ghế đang chọn, màu xanh là ghế trống. Ấn tiếp tục. Được, ấn ra đây là xác nhận. Rồi, chúng ta sẽ chọn là in thẻ lên nào. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt in thẻ đây. Không chỉ Vietjet có hỗ trợ ở những quầy kiosk làm thủ tục như thế này, mà ở phía đằng xa bên kia thì Bamboo có những quầy để làm thủ tục check-in tại kiosk cho các bạn nhé. Hai cây thủ tục check-in máy màu xanh kìa. Vâng, với hình thức như thế này thì những bạn mà không ký gửi hành lý thì sẽ rất là tiện lợi luôn, không phải đứng chờ xếp hàng đông như thế này nữa. Ở phía bên Vietnam Airlines thì Vietnam Airlines cũng bố trí 4 kiosk để làm thủ tục check-in cho khách hàng, rất là tiện lợi đây các bạn nhé. Vâng, và màu xanh chính là màu biểu tượng của Vietnam Airlines ạ.
để làm thủ tục check in tại kiosk thì cũng tương tự như là làm tại máy kiosk của Vietjet và Bamboo Airways. Còn với những hành khách mà các bạn có hành lý ký gửi hoặc là có em bé theo cùng thì bắt buộc các bạn phải đứng xếp hàng ở quầy để làm thủ tục như thế này. Đứng xếp hàng đến lượt mình. Khi mà đến lượt mình rồi thì các bạn sẽ đưa mã đặt chỗ, đưa giấy tờ tùy thân, sau đó là nhân viên sẽ làm thủ tục cũng như là hỗ trợ các bạn ký gửi hành lý. Sân bay Nha Trang thì không lớn lắm nên là các bạn sẽ vào tầng 1 để làm thủ tục luôn, cũng tương đối là tiện. Rồi còn phía ở đằng kia thì là Vietnam Airlines. Đối với làm thủ tục của hãng Vietnam Airlines thì cũng tương tự như vậy các bạn nhé. Đây là tầng 2, khu vực để qua cửa an ninh vào trong phòng chờ lên máy bay. Đây là tầng 2. Tầng 2 là khu vực kiểm tra an ninh vào phòng chờ trên máy bay. Như các bạn thấy biển ở kia thì sẽ có biển mũi tên là cửa số 1 đến cửa số 3, cửa số 4 đến cửa số 6. Đây chính là cửa để lên máy bay. Và hãy nhìn ngay trên vé của các bạn đây. Bạn nhìn thấy cửa không ạ? Vâng, đây. Ví dụ như của mình là cửa lên số 6 thì mình sẽ rẽ sang hướng tay phải, đi qua lối cửa an ninh đó. Với những bạn từ cửa số 1 đến cửa số 3 thì các bạn sẽ sang khu vực cửa an ninh này. Các bạn nhớ để không bị đi nhầm nhé. Và các bạn cũng phải đứng xếp hàng, sau đó là bỏ hết đồ vào khay để qua cửa an ninh. Những lưu ý khi làm thủ tục tại sân bay Cam Ranh, Nha Trang. Thứ nhất, di chuyển từ trung tâm Nha Trang ra Cam Ranh thì mất chừng 30 cho đến 40 phút. Cho nên các bạn cần căn giờ để đặt xe ra sân bay sao cho phù hợp. Xe buýt thì nhiều khi đến muộn khi không có khách, cho nên bạn cần báo giờ đón sớm hơn dự kiến các bạn nhé. Lưu ý thứ hai, nếu không có hành lý thì làm thủ tục ở kiosk rất là nhanh. Tuy nhiên nếu có hành lý ký gửi thì phải đến sớm vì quầy làm thủ tục rất là ít, cho nên việc xếp hàng chờ đợi khá là lâu. Lưu ý thứ ba, nhớ kiểm tra giấy tờ tùy thân đầy đủ trước khi đi ra sân bay như là căn cước công dân hoặc là giấy khai sinh, vân vân. Vậy là Blog Travel Việt đã hướng dẫn cho các bạn về cách làm thủ tục check-in tại sân bay Cam Ranh, Nha Trang rồi. Và cần thêm thông tin gì hãy comment ở bên dưới để Blog Travel Việt giải đáp cho các bạn nhé. Đến đây video chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Các bạn thấy những địa điểm du lịch mà Blog Travel Việt vừa giới thiệu như thế nào? Đáng để một lần check-in chứ nhỉ? Nếu bạn có cảm nhận gì, có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi để ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video ở bên trái và phải của màn hình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.